Cái gì? Follow thằng nào ấy? Chúng mày bay theo tao đi. Đấy. Đúng rồi. Bay theo tao. Ui, có mỗi thằng khựa bay theo. Và chúng ta sẽ vào khu vực Pochinki. Bật donate. Mình bật donate rồi nha các bạn. Vui lòng vào các bạn vào mô tả của buổi stream này, các bạn sẽ thấy cái link donate. Ừ thì các bạn không donate thì thôi, có cần phải gắt gỏng như vậy không? Mình tạo cho nó vui thôi, chứ donate hay không thì không sao. Ok. Gia đình em cũng đang xem ồ World Cup mà. Không xem thì hơi phí. Nhưng cơ bản thì mình cũng không có cái gì đấy, sao lại vào chung nhà? Cút cút ra để tao thể hiện xem nào. Ui trời ơi, có skin M16 nữa. À, mình sẽ làm cái nhiệm vụ dùng M16 giết. Wow, bên nhà kia có người. Đâu rồi? Wow. Đồng vãi cứt. Wow. Đồng vậy. Bình tĩnh. Làm gì mà căng? Clear. Thấy mùi hơi bị giật lag ở đây. Ok không sao. Rất là đông luôn nhưng không kiếm được nhiều kill. Hình như là mình đã hoàn thành cái thử thách kiếm 10 kill bằng M16 rồi. Để bây giờ ui, cái đi mệnh, cái áo gì thế? Mình clear rồi bạn ơi. Nó ném cái méo ấy. À nó đi. Let's go baby. Mình đã giết sạch rồi. Let's go. Còn này đủ xác khá là nhiều nhưng cơ bản thì từ từ bạn này chạy qua 6 nhà rồi. Nó chạy qua 6 nhà rồi.
tường này. Phải góc tường không ta? Chuẩn bá rồi, định mệnh. Ngồi ở góc tường bạn này. Thật là vô lý. Hello. Hello. Are you okay? Cái này thì chổng đít vào mặt tao này, mày đã không muốn giết rồi. Ok. Chơi em chơi với bom đâu thôi. Cái này không cần bom bạn này. Mày chỉ cần lao vào và giết thôi. Các bạn thấy easy không? Quá là easy luôn. Cái méo ấy. Sao lại có thằng ao? Ui, thằng số 3 nó ao đâu đâu ấy. Ui, nó chạy ra tận ngoài đấy luôn. Cái thằng khựa này nó có hết gì không? Hey, có hết không đấy? Sao cứ cắm mặt vào tường ấy? Hey. Ủa mà mình cũng hơi ngu nhỉ? Thằng này làm sao biết tiếng Việt được? Đùa tí thôi, chúng ta sẽ đi kiếm người giết nào. Đi bạn ơi. Let's go. Let's go. Let's go. Để xem ai vào Discord nha. À, hello Nhi, sao bà không nói gì thế? Em thấy anh đang chơi nên là không nói nữa, cho anh tập trung bắn. Ồ, hình như có thằng nào bắn nhau ấy. Hello mọi người nha. Mình bắt đầu ngửi thấy mùi bắn nhau ở đâu đây rồi. Nãy ham anh đi. Không bật cam nữa à? Ừ, hôm nay không có bật em. Để anh nghe thấy rồi không? Ạ. Mình không phải là chị da trắng nha bạn. Mình là Nhi nha. Mình là Nhi nha. Dưa hấu đó bạn. Mình là dưa hấu đó ạ. Trời đất ơi. Thôi bán đi ông ạ. Ông nội. Cái méo này nó cứ táp táp cái này từng viên đấy. Mình hơi nhỏ á. Không biết mic em nữa, mic anh nữa. Mic hơi bé. Em biết phải có người nói thế. Ờ. Chào Trần Khánh nha. Mở cửa cho tao. Mấy con lợn này. Ờ thấy rồi. Không nhớ bạn chứ. Tất nhiên là nhớ bạn rồi. Kìa, sổ thôi. Hay. Đau quá đây rồi này. Đau gì em? Anh vừa bắn vào đầu của nó. Bắn xa.
Ui. Wow. Nét chất vậy. Wow. Tính chơi cũng bắn chất vậy. Tính chơi cùng ân nhưng mà. Wow. Máy hết pin rồi. Mình bắn chất đi. Một quả nét cực kỳ tinh tế. Và một phát bắn AKM cũng rất là tinh tế luôn. Trời ơi, thanh niên chỉ biết bất lực kiểu không? Ăn nguyên cục bom. Ok, quả mũ 3 thì mình đã tương vỡ đầu hết bọn này rồi. Cái bộ ba vẫn còn này. Cái gì mà sorry ở đây ấy? Sorry đéo ấy. Chào các bạn nhé. Để lại cu tê bạn. Cái gì cu tê? Bật sáng tí đi anh. Ủa, là sao? Cái đợt. Gì? Em không biết. Hay là màn hình nó hơi tối nhỉ? Em không biết à. Chị da trắng bận rồi bạn nhá. Có lẽ đợt sắp tới là chị sẽ không bắn thường xuyên với anh Ân được. Trời đất ơi. Ân rất là biến thái. Kìa ơi. No. Don't kill me! Don't kill me! No! Em chỉ nghịch ngủ tí thôi mà! Làm gì mà căng vậy? No! Help me! Help! Help me! Help! Tí nữa thì chết rồi! Mấy con lợn này! Người ta chỉ ra lúc tí đồ thôi! Làm căng vậy! Trời ạ! Hay là mấy con lợn này. Hello bạn nha. Mệnh tí nữa thì hẹo rồi. Tạm bạn Duy Nguyễn này. Bắn đâu đấy? Ở trên đồi. Trên đất này. Chơi cục xúc vậy. Chờ thấy rồi. Trắng bận nha bạn. Mày bắn tao này. Xong. Bosco. Cái con lợn này. Còn chưa kịp nhặt cái tổ súng gì hiểu không? Nó hết như đàn bà. Nó tương đạn vào mặt mình rồi. Cái định mệnh thiếu. Cái quả đấy anh chạy mắc chất luôn em ạ. À. Tổ này. Người ta gọi là đảo quanh. Ui, hai thằng. Còn một thằng nữa anh chạy xuống. Kìa là cái xe mà anh. Ui, thằng kia nó ăn ạ, à. Đùa thật. Thằng kia nó ăn. Ừ, anh phá xe để xong cho nó đi đấy. Còn thằng bạn nó ở trong khu nhà. Mày cả team nó chơi mình luôn mới ghê chứ. Ân hết đi anh. Ôi. Anh hết lại đi. Anh không vừa lấy đâu. Ui, mấy con lợn. Cái thằng này nó ăn ghê thật ý. Thằng kia bắt đầu bật hack rồi anh em ạ. Mình chắc chắn là nó sẽ bật hack. Ôi, team chung à? Ờ, đi team chung với bọn China. Ui, trong nhà có người. Sợ thế. Nani? À thấy rồi. Hai.
đi đây cơ. Thôi, lại bom kìa. Tầm 3. Ui, chạy không kịp. Help me. Help. Thôi, thấy mẹ ga minh rồi. Chạy không kịp em ạ. Quả đấy anh ngửi thấy mùi rồi. Chạy không kịp. Em bị bắn nóc rồi à? Bom nóc. Ôi, gặp thằng China hay thế, tốt tính vậy. Và bạn ấy đã chạy qua cứu mình. Thật là tuyệt vời. Không đâu, tại vì nó với anh đứng gần nhau thôi. Nếu mà không gần nhau lại chẳng với anh làm gì. Vậy cứ... Mình là Nhi nha. Hôm nay giọng dầm mưa nên là nghe nó hơi kinh. Giọng dầm mưa. Hồi chiều đi mưa suốt cả một tiếng đồng hồ liền. Anh thấy rồi, anh thấy vị trí của cả hai thằng rồi. Không vừa lại có một thằng trên ở ngay dưới luôn. Mình ở trên trái đất này. Trái đất giống ân đây này. Làm gì đây? Ê ơi, tao thấy cái đầu của mày rồi nhá. Con chó này. Hay. Sao nắm China này? Mới vào xem livestream của Ân nha. Định mệnh bắn tao à? Ý gì vậy? Ngọt ư? Hôm nay em đi dầm mưa về sao mà ngọt được? Này, lấy tay cầm này là hơi bị sai rồi. Ok. Trời, mũ giáp mình bấy hết rồi anh em ạ. Bo kéo mày. Thôi, không đi lúc đồ nữa. Let's go. Trời ơi, 12 giây bo kịp không trời. Có máu nước đầy đủ chưa anh? Bo này sợ không kịp rồi. À, quả xe. Xe. Bo này chỉ có xe mới có thể cứu sống được thôi. Bo luôn rồi, khiếp thật. Bo xa. Ừ, bo xa. Bo mấy rồi đây? Bo này gần bo cuối rồi. Chạm vào đau lắm. Thế thì chết. Đoạn mà còn phán không có một cái xe trong nhà ấy. Đấy đó. Mình có nên chở nó đi theo không ta? Bạn ấy vừa cứu anh này. Ui, đéo được rồi em. No. Mình như bạn đi. Ui. Đó. Ui. Đúng lại. Không cứu được em. Thực sự mình rất muốn cứu bạn nhưng thực sự bạn hãy xem cái lượng máu của mình. Thực sự là mình không thể cứu bạn được. Sorry bạn nha. Ăn máu nếu đi, mà lại cứu bạn. Nếu mà có kiếp sau thì ui. Nhìn thấy rồi. Uống máu đi, quay lại cứu bạn. Ngoài bo này. Ui, mày. Từ bò đầu quá. Đi bạn ơi. Như bạn. Đâu, bo đây, không cần đi xe.
Đấy, cover cho bạn. Hay lắm. Bị mệnh, anh sợ Hello Motherfucker ở đây lắm. Wow, biết ngay mà. Vừa ngửi thấy mùi Hello Motherfucker xong. Anh thử vào đảo xa ở map này nha. Ủa? Còn có hai thằng nữa thôi. Trận sau ra đảo ở đi anh ơi. Đảo nào em? Ở cái map này này. Có cái đảo nó xa xa không? Ra đảo ở. Ra đảo ở với khỉ. Gen bạn ơi. Còn có hai thằng thôi à. Hello chị Ân. Cái thằng, hello chị Ân. Cái con lợn kia nó không chịu vào em ạ. Bạn bạn kia. Vào đi con lợn này. Nhanh. 17 bình nước uống tiểu đường luôn à. Ừ, công nhận nhiều nước thật đấy anh ơi. Anh uống nhiều nước đấy. Phải nhiều nước em. Ờ, chị ra trắng bận nha bạn. Chị ra trắng không chơi được. Sợ thế. Chôn hủy sắp đi. Ok, mình đồng ý nha bạn. Hủy sắp đi. Phải cả cứt. Và bò đi. Cái con lợn này. Đậu xanh, mày có thể vào bò chích người hộ tao được không? Ê, cảm giác là không có đồng đội, không có tính chất đồng đội ở đây. À. Tao ngửi thấy mùi mày là con lợn này. Con lợn. Không phải, không phải là chửi em cũng chỉ con lợn. Ừ. Hay. Nào thế. Hay ghê. Anh Ân hot girl, sao anh không bật cam? Hot girl Ân. Hay. Anh ơi. Ok. Trời ơi, định mệnh hay nha. Chúng nó có trò mới rồi anh ơi. Chảo top 1. Ok. Mình gánh từ đầu đến cuối mà bây giờ thì thằng Khựa nó gánh phát cuối cùng. Cũng được. Tuyệt vời. Mà sao nó biết bọn kia ở đấy nhở? Hách bá rồi. Thật là vô lý. Con biết.